Thưa quý vị, với suy nghĩ vitamin rất cần thiết cho cơ thể nên nhiều người cho rằng uống bổ sung càng nhiều vitamin thì sẽ càng tốt. Và cũng bởi vì tâm lý này mà đã có những bệnh nhân phải đến bệnh viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, thậm chí là có những người ngộ độc do uống quá nhiều loại vitamin trong một thời gian dài. Và không chỉ ở người lớn, việc lạm dụng vitamin còn xảy ra ở cả trẻ nhỏ do cha mẹ luôn sợ con mình thiếu chất vậy thì cụ thể khi nào việc uống vitamin trở thành lạm dụng và cơ thể thì có dấu hiệu ra sao chúng ta mới cần phải bổ sung vitamin đây sẽ là nội dung để chúng tôi đề cập tới trong chuyện tối nay với khách mời của chương trình xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải nguyên giám đốc trung tâm khám dự tư vấn dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia vâng xin chào mc xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình câu chuyện tối nay dạ vâng ạ xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi À, như chúng tôi cũng đã có vừa với chia sẻ đó chính là à, bởi vì cái tâm lý là lo cái việc chúng ta ăn uống hàng ngày có thể là không đủ chất, đủ vitamin. Nên rất là nhiều người sẽ tìm tới những loại vitamin khác nhau được quảng cáo để mong rằng là mình có thể bổ sung đủ chất cho cơ thể. À, và cái số tiền để bỏ ra mua vitamin thì chắc chắn là cũng không hề nhỏ. Vậy thì trước tiên bà có thể cho biết là bà suy nghĩ như thế nào về cái tâm lý này ạ? Vâng, à, phải nói là hiện nay thì chưa có bao giờ tôi thấy trên thị trường bây giờ là các cái thực phẩm ở chức năng tức là các cái vitamin và khoáng chất bán tràn lan như vậy ngay cả trên mạng rồi mách bảo nhau rồi các thứ rồi các hiệu thuốc rất là nhiều Thế thì phải nói là đầu tiên nếu phải nói là chúng ta biết là các cái vitamin khoáng chất thì cơ thể của chúng ta chỉ cần một cái số lượng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó đóng một vai trò rất là quan trọng đối với sức khỏe thì đương nhiên là thiếu là không được rồi thế nhưng mà bản chất những cái vitamin khoáng chất này thì bình thường là nó có trong hết trong thức ăn cho nên nếu như mà chúng ta có một cái chế độ ăn cân bằng hợp lý ăn đa dạng các loại thực phẩm và nhất là những cái người không có những cái bệnh lý gì về đường tiêu hóa không bị rối loạn hấp thu hay là không có bệnh lý gì thì hoàn toàn là chế độ ăn uống hàng ngày chúng ta ăn cân đối cân bằng các cái loại thực phẩm ăn đa dạng các loại thực phẩm thì tất cả những vitamin khoáng chất này hoàn toàn có thể cung cấp đủ cho chúng ta qua thức ăn thức uống hàng ngày đấy và khi mà bổ sung qua đường thực phẩm thì rất là an toàn dù mà là chúng ta có ăn nhiều cái thực phẩm như thế nữa thì cũng không bao giờ gây được ngộ độc. Thế nhưng mà chính vì tình trạng hiện nay là chúng ta quá lạm dụng. Đấy, quá lạm dụng phải nói là quá lạm dụng. Nhất là bây giờ là đối với các trẻ em, các bà mẹ rất là mong con là cao lớn này, thông minh này, thế rồi là ăn nhiều này, các thứ vân vân. Cho nên nhiều khi là cháu không thiếu nhưng mà chúng ta vẫn cứ bổ sung. Và chính vì vậy cho nên là rất nhiều những trường hợp bị ngộ độc vitamin đã có thể xảy ra dạ vâng và đôi khi chúng tôi nghĩ rằng là cũng bởi vì cuộc sống hiện nay chúng ta cũng quá bận rộn đúng không ạ đôi khi cái việc ăn uống chúng ta không đảm bảo nên là nhiều người vẫn mang một cái tâm lý lo sợ rằng là mình ăn uh, như thế này thì liệu rằng đã đủ chất hay chưa và sẽ tìm tới những cái loại vitamin được quảng cáo để có thể mong rằng mình có đủ chất hơn khỏe mạnh hơn và trên thực tế thì cũng đã có những cái trường hợp khi mà người lớn phải nhập viện bởi vì quá lạm dụng vitamin và bà có thể cho biết là ngoài cái việc mà chúng ta có thể bị rối loạn tiêu hóa ra thì việc mà chúng ta quá lạm dụng bổ sung vitamin đường uống như vậy thì có thể gây ra những cái hậu quả như thế nào ạ? À, phải nói trước tiên nói về các cái vitamin thì chúng ta biết là vitamin chia thành hai nhóm một nhóm vitamin tan trong chất béo hay là tan trong dầu mỡ và một cái nhóm vitamin tan trong nước thế thì cái nhóm vitamin tan trong nước ấy ví dụ như là chúng ta hay uống hàng ngày ví dụ như là vitamin C này hoặc là vitamin nhóm B thế trong cái vitamin nhóm B thì từ B1, B2, B3, B6, B12 các thứ vân vân ấy thì đây là cái nhóm vitamin tan trong nước thì cái nguy cơ ngộ độc của nó là thấp hơn cái nhóm là vitamin tan trong chất béo. Ở vitamin tan trong chất béo thì có bốn cái là vitamin A, vitamin D, vitamin K và vitamin E. đấy thế thì ở cái vitamin tan trong nước ấy thì là vitamin C hoặc là vitamin nhóm B ấy, thì thường là chúng ta bổ sung cái liều nó thừa ấy, thì thường là nó chỉ phí và thứ hai là chúng ta cũng nó đào thải qua thận và đào thải qua nước tiểu đào thải qua phân hàng ngày nó không tích lại ở trong cơ thể cho nên là cái nguy cơ ngộ độc thấp hơn tuy nhiên nếu như chúng ta dùng liều quá cao và liều kéo dài thì vẫn có thể gây tình trạng ngộ độc đấy ví dụ như tình trạng mà chúng ta uống quá nhiều vitamin c chẳng hạn ấy, thì có thể gây tình trạng sỏi thận Đấy, rồi là gây nên những cái tình trạng uh, rất rất nhiều và thông thường thì cái vitamin ấy thì nhiều khi là chúng ta uống thừa vào thì nó lại gây cái tác dụng giống như là thiếu vậy đấy ví dụ như là thiếu vitamin C thì có thể gây chảy máu chân răng gây xuất huyết gây bầm tím thứ vân vân thế nhưng mà chúng ta uống thừa thì nó cũng lại gây các cái triệu chứng tương tự như vậy đấy hay là vitamin nhóm B chẳng hạn ví dụ nhất là B1 B2 những thứ thì uống nó có tác dụng tăng cường cái chuyển hóa rồi là tăng chống mệt mỏi thế nhưng mà khi mà chúng ta uống thừa vào thì nó lại cũng gây tác dụng cũng giống như là thiếu đấy cho nên là nó lại gây tác dụng phụ ngược lại như thế đấy rồi vì, cho nên là nhất là những cái vitamin mà chúng ta uống thừa nhiều quá thì vitamin B tuy là không gây ngộ độc nặng như là vitamin tan trong dầu nhưng mà nếu uống quá liều cao thì cũng có thể gây những cái tác dụng phụ và đặc biệt là tình trạng mệt mỏi Dối loạn tiêu hóa rụng tóc rồi chán ăn mệt mỏi coi như là nhiều khi chúng ta bổ sung cứ tưởng là bổ sung chất bổ ở trong cơ thể nhưng nhiều khi mà quá liều thì nó cũng gây những tác dụng phụ như thế thế còn đặc biệt ở đây tôi lưu ý là cái nhóm vitamin tan trong chất béo là vitamin a vitamin d và vitamin k vitamin e thì rất dễ có thể gây tình trạng ngộ độc ví dụ như cái tình trạng ngộ độc vitamin a chẳng hạn thì chúng ta biết là nó sẽ gây tình trạng tăng áp lực nội sọ khi mà người uống vào là gây tình trạng đau đầu chóng mặt buồn nôn nó tăng áp lực nội sọ mà nên chúng ta nôn mửa rất là nhiều rất là khó chịu và rất là mệt mỏi và thế còn đặc biệt là có những trường hợp nặng hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa thế còn ví dụ như vitamin d là cái vitamin mà tôi thấy bây giờ thì rất nhiều trường hợp thừa bản thân tôi làm khám tư vấn dinh dưỡng cho các cái cháu bé thì các bà mẹ cứ thấy con quấy khóc mất ngủ cái thứ tóc dụng cái thứ là cứ nghĩ là con thiếu vitamin D cho nên là bổ sung mà bây giờ nó có rất nhiều loại uống loại xịt loại giọt nhiều khi là cái giọt người ta chỉ cho mấy giọt thôi nhưng mà thôi nhỡ tay lại coi như là bấm nó tăng số lượng lên rồi là có những cái loại vitamin D liều cao người ta chỉ định cho những người lớn hoặc là trẻ lớn thì cũng lại cho con uống hay là cho con dùng kéo dài thế cho nên là cái tình trạng thừa vitamin D thì nó lại Chúng ta biết là vitamin D thì tham gia vào quá trình chuyển hóa hấp thu canxi. Nếu thiếu vitamin D thì em bé của chúng ta bị còi xương, người lớn của chúng ta có thể bị bệnh loãng xương. Thế nhưng mà uống thừa thì làm sao lại? Chúng ta lại gây đến cái tình trạng là nó cũng lại rối loạn giấc ngủ như thế. Thế rồi thứ hai là đặc biệt đối với trẻ em nó gây cái tình trạng cốt hóa xương sớm. Cho nên nó có khi là không những con chẳng cao mà có khi còn thấp chiều cao đi rồi cũng gây những tình trạng rối loạn giấc ngủ. Và đặc biệt thiếu vitamin D thì nó còn gây cái tình trạng đi tiểu rất là nhiều đấy rồi cũng gây tình trạng nôn mửa các thứ vân vân những tình trạng ấy trên thực tế tôi cũng đã rất là hay gặp những cái trường hợp bây giờ là vitamin D nhiều lắm mới sinh ra là các cháu vừa ở nhà ở bệnh viện phụ sản hoặc là nhà cũng sinh ra là bác sĩ kê luôn và bà, bà mẹ cứ thế là cho con uống nhưng mà chúng ta gương như là phải bổ sung nhưng mà chúng ta bổ sung cái liều nó không đúng thì cũng sẽ bị tình trạng ngộ độc thế hay là ngộ độc vitamin K và vitamin E thì nó ít gặp hơn thế nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng những cái vitamin tan trong chất béo này thì nó không đào thải hàng ngày cho nên nó lại tích lũy lại ở gan tích lũy lại ở các cái mô cho nên là có thể nếu uống kiểu dài tháo dài thì vẫn có thể ngộ độc và tất cả những trường hợp ngộ độc đấy thì nhẹ thì có thể gây mệt mỏi, có thể gây đấy nhưng mà nặng hơn nữa thì có thể gây nguy hiểm đến cả tính mạng luôn và những trường hợp ngộ động vitamin hàng ngày chúng tôi cũng rất là thường hay gặp. Dạ vâng, chúng ta thì vẫn hay nghĩ đơn giản là thừa thì còn hơn thiếu nhưng mà rõ ràng là có những cái trường hợp thì thừa không hề tốt một chút nào đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình làm việc thì bà có thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân mà họ phải nhập viện do cái tình trạng mà thừa vitamin như vậy hay không và ở họ thì có những đặc điểm chung như thế nào? À, thực ra thì tôi làm cái công tác khám tư vấn dinh dưỡng không phải là làm làm trong cái điều trị ở trong bệnh viện ở những cái khoa hồi sức cấp cứu thế cho nên là những trường hợp của ngộ độc mà đến nỗi là phải cấp cứu ở trong bệnh viện ấy thì chắc là cũng tôi ít gặp bởi vì là trong đấy. nhưng mà đặc biệt ý, thì hàng ngày khám tư vấn dinh dưỡng thì tôi thấy cái tình trạng ngộ độc vitamin D là tôi gặp khá nhiều tức là các cái cháu đến là mẹ là cứ vẫn nói là cháu luôn luôn trằn trọc khó ngủ rồi là bất rớt chân ấy, các thứ vân vân thế nhưng mà khi cho làm xét nghiệm máu thì lại có tình trạng thừa bên d rồi là gây đến tình trạng biếng ăn nó tuy là không nặng lắm nhưng mà nó cũng gây đến tình trạng biếng ăn có những cháu bị có những trường hợp có những cái cháu là bị đi tiểu rất là nhiều đấy rồi là rối loạn giấc ngủ thế rồi là à, thậm chí là số loạn tiêu hóa thì những trường hợp với tôi có gặp hay là những tình trạng uống vitamin D, vitamin A liều cao à. chẳng hạn chứng chúng mình ở đất nước mình thì có một cái ngày vi chất dinh dưỡng là tháng 11, tháng mùng 1, mùng 2, tháng 12 và mùng 1, mùng 2, tháng 6 đấy ngày vi chất dinh dưỡng là cho uống vitamin A đấy. Thế là rất nhiều những trường hợp là có cháu đã được không thiếu nhưng mà cứ theo cái chương trình là chúng ta cứ cho bổ sung thì có những trường hợp ngộ độc dẫn đến tình trạng tăng áp lực nội sọ và nôn mửa rất là nhiều thì những trường hợp đấy là trên thực tế tôi gặp. Thế còn những trường hợp phải cấp cứu ở trong bệnh viện thì chắc là những cái khoa hồi sức cấp cứu thì cũng có thể gặp nhưng mà à, bởi vì là cái tôi không làm ở trong bệnh trong những cái khoa đấy cho nên là cái trường hợp ấy sẽ gặp như còn cái ngộ độc thông thường mà chán ăn buồn nôn rồi là các thứ đi tiểu nhiều rồi nôn mửa thì tôi đã thường gặp cũng đã gặp những cái cháu bị như vậy và khi những cái cháu đó cho làm xét nghiệm thì bao giờ vitamin d cũng rất là cao rồi luôn trong máu luôn thì cũng như hợp là tôi thường xuyên hay gặp bây giờ Da vâng cha mẹ thì lúc nào cũng mong muốn rằng là con mình sẽ khỏe mạnh nhất và mọi cái điều tốt nhất dành cho, dành cho con đúng không ạ tuy nhiên khi mà chúng ta không tìm hiểu kỹ không có những cái sự thăm khám trước đấy thì đôi khi cái sự thừa thãi đó là có thể mang lại bất cập hại à, vậy thì như bà cũng đã có chia sẻ với chương trình thì ở phần đầu chương trình là chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung đầy đủ vitamin qua đường ăn uống tức là qua những thực phẩm hàng ngày à, vậy thì bà có thể cho biết là trong trường hợp nào thì người dân mới cần phải bổ sung vitamin qua các loại thuốc hay là thực phẩm chức năng và bà có khuyến cáo như thế nào đối với tất cả chúng ta khi mà chúng ta sử dụng vitamin không ạ? Vâng à, phải nói rằng là như tôi đã chia sẻ thì chúng ta nếu mà chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh tức là hệ tiêu hóa của chúng ta không có vấn đề gì chúng ta không ốm đau gì cả khỏe mạnh bình thường mà chúng ta ăn uống tốt hấp thu tốt thì hoàn toàn chúng ta không cần thiết phải bổ sung vitamin có khoáng chất và bổ sung vitamin trong khoáng chất chỉ được dùng khi mà có những cái biểu hiện của thiếu các vitamin và khoáng chất ví dụ như trẻ em chẳng hạn những cái dấu hiệu cháu trần trọc ngủ không ngon giấc này thế rồi là đấy là biểu hiện của tình trạng thiếu vitamin d hay thiếu canxi hay là những tình trạng những cái cháu bé mà biếng ăn thì có thể là do thiếu kẽm này những trường hợp những cái cháu bị da xanh sao này có thể là do thiếu sắt này chẳng hạn đấy vẫn ví dụ vân vân như thế rồi biếng ăn cũng có thể gặp cái tình trạng do thiếu vitamin nhóm b do thiếu lysine các thứ vân vân có nghĩa là những cái tình trạng chỉ bổ sung khi cháu gặp những tình trạng những chè có những cái dấu hiệu của huyện thiếu vitamin đấy ví dụ như là chán ăn này mệt mỏi này thế rồi rụng tóc này ngủ không ngon giấc này các thứ vân vân rồi da xanh sao các thứ rồi chậm phát triển về chiều cao chậm phát triển về tăng cân các thứ vân vân có nghĩa là sau những cái trận ốm Đấy, những chuyện ốm hoặc đấy thì à, tiêu chảy kéo dài những cái cháu mà thường xuyên bị táo bón thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa thì hay ngay cả người lớn cũng thế những người có cái tình trạng rối loạn hấp thu ăn uống kém thì lúc giờ chúng ta mới có cần phải bổ sung và tôi nghĩ rằng là khi bất cứ à, chúng ta thường coi là vitamin là là các cái thuốc bổ nhưng mà thực ra thì khi sử dụng bán thì rất là thoải mái ở trên thị trường thậm chí là chúng ta nghe mách bảo rồi là các thứ vân vân. thế nhưng mà tôi nghĩ là vẫn phải theo chữ chỉ định của bác sĩ trước khi chúng ta bổ sung bất cứ một cái gì thì chúng ta cũng nên tham khảo bác sĩ Đấy, để, thì để cho bác sĩ có biết những cái triệu chứng như ta cần và cần thiết nữa thì chúng ta có thể làm xét nghiệm máu Chắc nếu như mà thiếu thì chúng ta hãy bổ sung còn nếu không thiếu thì chúng ta không liên thiết phải bổ sung chỉ cần một cái chế độ ăn cân bằng hợp lý ăn đa dạng các loại thực phẩm và có một cái hệ tiêu hóa tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể đủ À, cái cung cấp cho cơ thể của chúng ta đủ. Thể, đúng không ạ? À. Dạ vâng một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều những thông tin hữu ích à, thưa quý vị và tới đây chương trình hôm nay cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.